hiện lên đây kiểm tra lên đường truyền thế nào nó. Đợi người vào thì chào cũng được. Bắt đầu. Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng có cái buổi trao đổi với cả blogger Bùi Thanh Hiếu và tôi là nhà báo Lê Trung Khoa về cái vụ bắt giữ mới đây nhất diễn ra tại Cần Thơ do bà là ông Chu Bùi Thị Lệ Phi, bà là nguyên giám đốc của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ, đột nhiên bà bị bắt giữ. Và cái việc này thì theo như blogger Bùi Thanh Hiếu thì có thấy là có sự liên quan đến thượng tầng của Bộ Chính trị Việt Nam. Vậy là một nhà bình luận thì anh có thể cho biết và đọc mà mọi người cùng biết là theo ý kiến của anh về cái việc này như thế nào? Cái sự việc này nó cũng khá bất ngờ, mở màn cho việc mà quan chức bắt đầu một nhiệm kỳ mới đấy, nhưng mình ta gọi là khai xuân đấy, khai hội đấy, nhiệm kỳ mới đầu tiên thì xảy ra vụ bắt bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên là giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Cái bà Phi này thực ra là cái chức phó giám đốc của một sở, của một cái thành phố lẻ, nó không có gì là nó to tát lắm, nhưng mà đặc biệt là báo chí là rất chú trọng đề cập đến vấn đề này. Vâng, Và thế có vẻ đây ông, là những cái bài báo ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã chia sẻ ngay trên tờ báo của Vietnamnet. tức Tôi là thấy rất rõ, hôm hôm nay nay lại luôn, có hôm nay đã có ngay rồi. Mà Vietnamnet là một cái tờ báo của Bộ Thông tin và Truyền thông là của Chính phủ. Đấy. tức là cái việc này được báo chí rất là chú ý đưa đến. Tôi thì tôi mới thấy đặt ra một vài cái nghi vấn là tại sao mà cái vụ việc này nó không có gì làm to lắm mà ông Chánh văn phòng Bộ Công an ông Tô Ân Sô ông ấy họp báo và ông đưa cái vụ việc này ra và mời báo chí đến để mà trả lời về cái vụ việc này, thì mình phải thì tôi mới hơi băn khoăn mà tôi tìm hiểu, tôi hình dung mà đằng sau cái việc này nó còn cái việc gì nữa không, thì tôi mới phát hiện ra một điều là cái bà Bùi Thị Lệ Phi, Bùi Thị Lệ Phi đúng Vâng, không, Bùi Thị Lệ Phi mà. là bà ấy làm giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ từ năm 2012 đến năm 2018. Trước đấy là những cái năm 2008, 2009 thì bà ấy làm phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Và cái việc mà sai phạm này thì nó xảy ra ở trong cái thời gian bà làm giám đốc sở, thì cái năm 2019 thì là năm đấy là bà đã về hưu rồi. Nghĩa là sự việc này xảy ra ít nhất cách đây cũng phải rất là vài năm rồi, 5 6 năm 7 năm, thậm chí có thể là 7 năm rồi. Mà tại sao đến bây giờ thì mới lại khui ra cái sự việc này và bắt bà Phi này, phải chăng thì nó liên quan đến cái việc mà nội bộ Chóp của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam gần đây. Thế có phải là theo anh thì cũng có thông tin thấy rằng là như ông hiện nay một cái vị quan chức rất cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đây đã từng làm bí thư tỉnh ủy của Cần Thơ, ai có phải là cái vị mà vừa rồi cũng được vào bầu vào đại Đúng hội rồi. 13 đúng không? Tức là có một vị gọi là quan chức người Cần Thơ, và ông ấy ta gắn bó với Cần Thơ rất là nhiều năm, tức là ông Trần Thanh Mẫn. Trưởng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông có phải thời gian công tác là đến 40 năm. Ông ấy cần ông làm trải qua nhiều chức vụ, làm lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ chẳng hạn, như là chủ tịch rồi là bí thư thành ủy tỉnh Cần Thơ. Thì cái bà Phi này là cấp dưới, thuộc cấp trực tiếp của ông ấy, của ông Trần Thanh Mẫn. Và cái thời điểm mà có thể là xảy ra cái vụ việc mà bà Bùi Lệ Phi coi như là vi phạm mà này, nhưng công an đưa tin ấy, thì nó xảy ra có khi vào thời mà ông Trần Thanh Mẫn ông vẫn còn đang làm chủ tịch hoặc bí thư. Ví dụ như là nếu mà nó không phải xảy ra cái thời đấy, mà cái thời mà ông Mẫn ông ấy đi ra Hà Nội ông làm phó chủ tịch mặt trận rồi, thì bà Phi này thì vẫn là cấp dưới trực tiếp của ông ấy. Chúng ta phải hình dung là ở mỗi tỉnh của Việt Nam nó như một đế chế, như kiểu Hà Giang rồi như kiểu Đà Nẵng rồi là Hậu Giang hoặc là
Thanh Hóa các thứ, thì cái người bí thư hoặc là người chủ tịch mà ở đấy lâu đời nhất ấy, thì họ sẽ xây dựng một cái đế chế gồm những cái cán bộ dưới quyền của họ như là một đế chế, một vương quốc riêng. Thì cái hôm nay thì xảy ra cái việc mà bắt bà Phi này thì tôi nghĩ là nó nhằm vào ông Trần Thanh Mẫn. Vâng, ông Trần Thanh Mẫn thì hiện nay là hình như là vừa rồi cũng được bầu vào Bộ Chính trị đúng không Đúng ạ? rồi. Ông vẫn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông này thì cũng hay có giao lưu với kiều bào ở nước ngoài và cũng mà trong cái hình như vừa rồi tôi thấy là trong cái thông tin là cái họp ông Mẫn tiếp xúc với cử tri Cần Thơ thì ông Mẫn có nhắc đến vụ AVG. Đúng rồi. AVG mà vụ này là liên quan đến cái vấn đề là ông Tô Lâm đây, ông có ký cái văn bản mật mà hiện nay vẫn chưa được xử lý. Và ngoài ra ông có nhắc đến cả việc vận chuyển buôn bán ma túy mà chưa được xử lý triệt để. Thế thì phải chăng là đây là cái cuộc đấu đá trong đảng để họ triệt hạ lẫn nhau để cho bởi vì ông Mẫn cũng phát biểu như thế là nguy hiểm ông Tô Lâm quá. Tức là ông Mẫn bây giờ thì ông vẫn là đại, tuy rằng ông vào Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng mà ông vẫn còn là đại biểu của Cần Thơ, thì ông phải có trách nhiệm, ông về ông tiếp xúc với cử tri. Mà ông trước đây trong thời gian chỉ có trước đây có 1 tháng thôi là ông về ông tiếp xúc cử tri, tôi nghĩ là tháng 1 đấy, giai đoạn là tháng tháng 1 năm 2021 thì ông về ông tiếp xúc cử tri, và trong đấy ông có nêu những cái tâm tư của cử tri của ông là về cái chuyện mà buôn bán vận chuyển ma túy đến giờ mà chưa xử lý được triệt để. Thì tất nhiên là chúng ta hiểu là cái việc mà xử lý triệt để hay không thì là phải do trách nhiệm của Bộ Công an, đúng không? Thứ hai là ông nhắc đến vụ án AVG thì đang có những cái giải quyết, thì hai cái việc AVG và việc vận chuyển mua bán ma túy này nó đều liên quan đến ông Tô Lâm cả, À, thì đúng rồi, thì Bộ đúng trưởng không? Bộ Công an thì rõ ràng là người chịu Vì trách cái nhiệm vụ đúng không ạ? AVG là ông Tô Lâm ông ấy có ký rất là nhiều cái văn bản với bên Bộ Thông tin Truyền thông và cấm báo chí là được đưa tin về những cái vụ việc mua bán này, thì không hiểu sao là cái vụ AVG mà ông Tô Lâm ông thoát thì ông không bị liên đới gì, mà trong khi đấy Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị thì cũng là một cái câu hỏi. Vụ đấy là nhiều nghìn tỷ đúng không Là anh? Thế thì vừa rồi cũng đã rõ ràng là cũng mới xét xử. ông Trần Thanh Mẫn này ông ý bới ông gọi là nhắc khéo lại những cái sai phạm hay là những cái mà chưa làm được của ông Tô Lâm, thì có thể là vì thế mà ông Tô Lâm ông ấy lập tức ông trả thù, tức là ông ấy tiến hành là ông ấy bắt ngay cái đệ tử của ông Trần Thanh Mẫn là bà Bùi Thị Lệ Phi. Vì ngay trước đấy chỉ cần mới đây thôi là bà Phi còn được ông Mẫn này ông tặng huân chương cơ. À đúng rồi, chúng tôi cũng vừa theo dõi thì thấy cái tờ báo bài báo cũng ghi rất rõ là bà ấy được tặng huân chương này đúng không? Đây, Sở Y tế Không. Cần Thơ nhận huân chương lao động hạng nhất này. Đấy các loại này Tức đây. là Đấy khi trong những cái mà thông tin bà đấy vừa xong đấy có những cái trao đổi thế thì có xem thì đúng là thế thật, thì được tặng huân chương thật. À. tức là cái năm mà bà ấy làm giám đốc Sở Y tế Cần Thơ thì là được theo như báo cáo thì là cái Sở Y tế Cần Thơ có rất là nhiều thành tích, và tập thể của Sở Y tế Cần Thơ là được tặng thưởng huân chương hạng nhất. Sau này thì đến năm 2019, tức là cách đây có hơn 1 năm, thì ông Trần Thanh Mẫn ông ấy có về ông dự một cái gọi là dự và chỉ đạo một cái gọi là hội nghị thi đua yêu nước, hình như năm 2020, tức là nó mới gần đây thôi, năm 2020. Tức là ông Trần Thanh Mẫn ông về ông dự chỉ đạo một cái gọi là cuộc đại hội thi đua yêu nước Tháng 9 năm 2020. ở 2020, tháng 9 Vâng. năm 2020, đúng Vâng, rồi. được tặng huân chương. Đúng rồi. Thì là ông Trần Thanh Mẫn ông về ông dự ông chỉ đạo, ông Trần Thanh Mẫn đây ông là phó ban chỉ đạo, phó ban thi đua khen thưởng chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm phó ban thi đua khen thưởng nhà nước. Thì ông có về lại Cần Thơ và ông ý trong cái cuộc đấy thì ông ý đích thân là trao tặng cho bà Bùi Thị Lệ Phi này huân chương lao động hạng 3. Thế thì bà là rất có công đúng không ạ? Vâng. Và ông nhấn mạnh rằng là vì những cái thành tích từ 20 vì những thành tích của bà từ 2014 đến 2018, mà tôi thì theo dõi nhiều cái báo cáo, nhiều cái thông tin về Sở Y tế Cần Thơ ấy, thì tôi không biết là báo chí có nói thật hay không, nhưng mà căn cứ theo những cái thông tin mà tôi tìm hiểu đọc ở trên báo thì tôi thấy là bà Bùi Thị Lệ Phi này bà có rất là nhiều cái cải cách về y tế, ví dụ như cơ cấu lại bộ máy rồi tinh gọn rồi bắt đầu là sắm sửa trang thiết bị các thứ lại cho Cần Thơ từ các huyện lẻ cho đến thành phố, xong rồi cơ cấu lại tất cả các cái bác sĩ sắp xếp lại nhân sự rồi bổ sung rồi máy móc bổ sung thiết bị y tế các thứ, rồi là vì thế mà Sở Y tế Thành Thơ có những cái thành công
Và vì đấy và được thưởng huân chương. Vâng, chứ vốn dư luận cho rằng là ông bây giờ cái phái phe miền Nam đó, trong ông Trần Thanh Mẫn là một người miền Nam. Thế bây giờ trong bộ chính trị theo như là những thông tin đưa ra thì rõ ràng là tứ trụ là trong thời gian tới là gần như người miền Nam bị loại bỏ hết. Thế bây giờ là ông Trần Thanh Mẫn vì lý do gì ông lại đưa những cái thông tin này ra về cái vấn đề là đưa AVG vụ về những cái vấn đề không xử lý triệt để buôn bán ma túy thì đều là trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cả. Thế thì anh ý anh vậy cái đằng sau lưng nó có thể là có cái gì? Vì rõ ràng là ông ấy miền Nam đấy, và bây giờ nếu phải chăng đây là cái cuộc chiến đấu trong đảng, người ta cũng muốn rằng có một cái Nhưng chân mà thực ra là cái việc mà ông Trần Thanh Mẫn ông nhắc ấy thì nó cũng không phải là trực tiếp, mà ông ấy nhắc về cái việc đấy là chỉ gọi là gián tiếp đến liên quan đến trách nhiệm của ông Tô Lâm, tức là nó chỉ gián tiếp ở một cái mức độ nào đấy thôi, nó không đến nỗi gọi là một đòn tấn công nặng nề gì cả. Nhưng mà cách thức mà ông Tô Lâm ông ấy ra đòn, ông ấy cho bắt luôn và ông cho Tô Ân Sô chỉ đạo họp báo phát biểu luôn, là cái cách mà của ông Tô Lâm là ông chơi gọi là cạn tàu dò mãng đấy, gọi là chơi phát là triệt để luôn đấy. thế nhưng mà như vậy là có dạng rõ ràng một cái quan chức cấp chỉ cấp sở thôi ở một cái tỉnh xa người ta lại còn về hưu bao nhiêu năm rồi bây giờ lại lôi ra mà đưa cả Bộ Công an đưa cả Tô Ân Sô ra bóng Tô Ân Sô khi đã đứng phát biểu thường là những vụ rất lớn đúng Đúng không rồi, thường là đấy vụ rất thế thì, lớn. rõ ràng là đây là có cái ý đồ gì Thì tôi sao nghĩ rằng là bắt đầu nó là một cái sự khởi đầu. Nó bắt đầu là từ cái vụ mà sở y tế Cần Thơ này mua bán thiết bị rồi là vi phạm những cái quy định đấu thầu gì 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 đó, rồi từ đấy là quy kết mà cái việc này nó rất hay là người ta cập chức là người ta bắt bà mày là bà bắt giam bà Bùi Thị Lệ Phi luôn, tức là bắt giam luôn đấy. tức là lỗi gì đó phải rất nặng để bắt giam đúng không? Chứ Tại thường vì thường là tôi cái vụ mà đã xảy ra rất là nhiều năm rồi và người ta đã về hưu rồi và vài năm sau mới khơi lại ấy, thì cũng không cần thiết là phải bắt giam ngay, mà họ có thể là cứ để bên ngoài rồi họ cứ để tại ngoại rồi họ điều tra rồi họ đưa ra xét xử cũng được. Nhưng mà lạ cái trường hợp này là họ bắt giam luôn, thì tôi nghĩ là cái việc bắt giam này nó cũng nhằm mục đích là cô lập bà Phi này, xong rồi tiến tới là hỏi cung về những cái vấn đề khác liên quan đến thời mà ông Trần Thanh Mẫn ông làm bí thư Cần Thơ, và để quy kết những cái sai phạm của ông Trần Thanh Mẫn này. Sau đó thì ông Tô Lâm ông sẽ dùng những cái sai phạm đấy mà ông ấy có thể là gây lên sức ép cho ông Trần Thanh Mẫn. Ví dụ như là sức ép là ví dụ như là bây giờ đợt tới này là mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương là phải đưa bao nhiêu tướng tá công an vào quốc hội chẳng hạn. Hoặc là đợt tới này là họp Trung ương 3 vào tháng ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 tới đây này, chắc là chỉ vài ngày nữa thôi là họp Trung ương ấy, thì bắt đầu là quyết định về các cái cơ cấu, về các cái ghế ngồi như bộ trưởng các bộ, rồi là thủ tướng, phó thủ tướng, rồi chủ tịch quốc hội ấy. Thì cái này là cái mà gây sức ép để cho các ông, ví dụ ông Trần Thanh Mẫn ở trong bộ chính trị buộc phải bỏ một cái lá phiếu là ủng hộ những cái gì mà ông Tô Lâm muốn. thế thì ông cái quả thực là nếu mà như vậy sau đó là có những cái âm mưu cũng hết sức ghê gớm đúng không? Và ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy đứng ở vai trò gì theo anh trong cái quan sát trong cái vấn đề này? Ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi nghĩ thực sự là ông ấy chỉ trông chờ vào những cái người như Tô Lâm rồi những người như Nguyễn Xuân Phúc rồi cấp dưới của ông ấy thôi. Kể cả công cuộc đốt lò, tôi nghĩ rằng là chúng nó giết nhau rồi chúng nó đưa thằng này lên cho ông ấy thịt thì ông ấy thịt, rồi ông ấy cứ thế thế làm gương thôi, chứ làm sao ông có đi lại được đâu, nghe ngóng được cái gì, biết cái gì đâu, đúng không? Chỉ là cái bọn bộ sậu kia rồi nó muốn giết ai thì nó đưa tóm được đối thủ của nó đưa tội vào là ông ấy làm việc thôi. Thế thì quả thật là cái sự phức tạp này Mà ông ấy thì ông Trọng thì ông ấy lại có một cái hay là mày cứ đánh nhau nhiều, à chúng mày cứ đấu đá nhau nhiều, chúng mày cứ tố giác nhau nhiều là tao tao thích, vì chúng mày càng tố giác nhau chúng mày càng muốn hại nhau, thì bản thân tao là người lớn nhất và tao cầm quyền lực nhất thì chúng mày phải tìm đến tao để xử lý, thì tao lại càng ngồi một chỗ mà tao lại còn càng có quyền quyền phán sống phán chết. Thế là đâm ra là ông ấy cũng mong là trong nội bộ mà phải đấu đá nhau rồi phải kèn cựa nhau phải tố cáo nhau rồi phải giết nhau thì ông ấy mới có giá trị. Chứ nếu mà bây giờ mà tất cả mà Trung ương rồi Bộ Chính trị các ủy viên khác họ đoàn kết, họ không có cái việc mà đấu đá nhau, không có tố cáo nhau, không có mà đưa nhau xét xử thì ông Trọng ông còn có vị gì mà ông ngồi đấy, đúng không? Ông ngồi đấy để làm cái gì đấy? thế mới vụ cái này có gần gần giống cái vụ có lẽ là hình như là vụ ông Nguyễn Đức Chung đúng không ở Hà Nội đúng không Đúng ông ấy cũng bị đấu dạng cái việc về cái lý do rất là nhỏ nào đó ở Bộ Công an đưa đúng ra để ông ấy hạ bệ thì anh cũng đánh giá về cái việc đấy như thế nào
Tôi cũng đánh giá rằng là đây là cái vụ việc này mà phía công an, tức là ông Bộ trưởng Tô Lâm muốn đánh ông Trần Thanh Mẫn và bắt đầu là bới ra lại những cái vụ mà từ trước đến giờ ở Cần Thơ trước đây, và sẽ còn, nếu như giả dụ như mà cái vụ mà bà Hồ Bùi Thị Lệ Phi này mà không tìm được chứng cứ để mà kết tội thì chắc chắn là theo cái chuối đòn của ông Tô Lâm, ông sẽ tìm ra một cái vụ án khác ở Cần Thơ để ông ý đưa ra, ông làm bằng được thì thôi. Cái này hình như cũng mang máng cái giống cái vụ Trịnh Xuân Thanh lần trước, khi Đúng mà tự rồi. nhiên thấy ông Trọng ông đọc báo xong ông khơi ra cái vụ xe biển xanh đúng không? Đấy. Đấy, tức là một vụ việc nhỏ thôi, xong rồi là chị Xuân Thanh ở Hậu Giang rồi đi cái xe biển xanh, xong rồi cứ thế mà nó lan dần lên, cuối cùng là đến bộ trưởng, đến ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh La Thăng. Thì cái vụ này là cũng kịch bản của nó không thế, nó cũng giống vụ Đinh La Thăng, vụ Nguyễn Đức Chung, là ông Tô Lâm bắt đầu là ông ý soi lại những cái người nào mà không đỡ ông không đồng ý thì ông ý bắt đầu lật lại vụ án để ông lật ngược lên. Theo Nhưng anh mà thì nếu mà như tôi nghĩ, mà nếu như mà tình hình mà ông Tô Lâm mà ông cứ làm như thế này được ấy, thì trong tương lai thì không chóng như trời cũng chỉ khoảng nửa nhiệm kỳ này, thì ông là người thực sự, ông mới là người quyền lực nhất nhất nhì ở trong trong Bộ Chính trị. thế là như vậy là Phạm Minh Chính hay là Vì anh thường nếu mà cái việc như thế này nhá, nếu mà xử lý từ ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, ban 110 ấy, thì họ phải có ban gọi là cái chỗ ông Trạc ông Dứ là ban nội chính, rồi là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, họ bắt đầu mới đưa cái hồ sơ vụ án đấy lên, và bắt đầu họ bảo xét quyết định là vụ án này do ban thường trực chỉ đạo chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo xử lý đấy. Nhưng mà nếu mà trình tự như thế thì nhiều khi là chưa chắc là ông Trọng ông đã đồng ý, hoặc là ban chỉ đạo hoặc là ban nội chính đồng ý, thì ông Tô Lâm ông chơi trò là tao cứ bắt mẹ mà trước đã. Đấy, anh để ý là rất là nhiều vụ mà mới khởi tố cái là bắt luôn rồi nhốt người lại, xong bắt đầu là bắt đầu vào trong tù, bắt đầu đe dọa quay quắt là mày phải thế này thế kia các thứ, rồi đe dọa, thế cuối cùng là ví dụ là khai tuốt cấp trên của mình thì là đúng là mục đích vào, đúng là vào mục đích của ông Tô Lâm. Vâng, thì diễn biến vụ án này nghe chừng là cũng còn rất là nhiều phức Không, cái vụ án này tạp. sẽ rất phức tạp, tại vì anh thấy là khi vừa hôm trước báo đưa tin rồi, hôm sau báo lại đưa tin lại, và có thể là ngày mai ngày kia rồi báo lại đưa tin lại, mà những cái vụ việc nhỏ mà đưa tin nhiều liên tục như thế thì nó khó, không phải là một vụ án nhỏ mà nó chỉ là những cái dấu khởi đầu để đi tiếp đến một cái chuyện nó lớn hơn, một chuyện đấu đá nó lớn hơn. Thế thì ông Trần Thanh Mẫn tới đây chắc cũng nguy ngập nhỉ? Theo anh, ý anh thế nào? Hay là có khi là ông cũng có cái cách của ông ấy? Tại vì là rõ ràng ông ấy là người đi rất nhiều và ông cũng tiếp xúc nhiều với người Việt Nam ở nước ngoài, với ông là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà, thế như vậy là ông ấy chắc chắn cũng phải nghe ý kiến kiều bào đúng không? Rồi có những cái thông tin nọ thông tin kia như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn, đã ảnh hưởng thế nào? Ô Tô Lâm tổ chức rồi ông Đường Minh Hưng dẫn quân sang đây bắt cóc rồi là mượn máy bay của Slovakia chẳng hạn, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ các nước mà ông Tô Lâm cứ làm. Thế theo anh ý tại sao mà ông Tô Lâm lại cũng mạnh tay ông cứ làm như vậy? Tôi nghĩ là đây là một cái sự mà nó ông Tô Lâm ông làm thế, ông ấy biết là ông Trọng ông ấy cũng đồng ý, hoặc là ông làm ngơ. Anh để ý là tất cả những ông Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Văn Bình cũng vào, hay ông Đinh La Thăng đều vào Bộ Chính trị. Sau đấy thì bắt đầu là phanh phui ra những cái kỷ luật. Thì bây giờ là cái kịch bản đấy thì lại lặp lại. Tức là ông Trọng ông ấy cứ để cho ông Tô Lâm đi bắt, tức là bắt lối hay tìm những cái tì vết của các ủy viên Bộ Chính trị khác. Nếu mà thịt được thì ông Trọng thì ông ấy lại bảo là đấy, đấy kỳ này rồi chúng tôi lại kiểu như là kỷ luật được cả ủy viên Bộ Chính trị. Không thì các cái ông như ông Trần Thanh Mẫn đấy là kiểu như là bị lắm thóp thì luôn luôn là phải nghe lời, luôn luôn phải phải vâng dạ. Thì đây là một cái thủ đoạn chính trị. Gọi là thủ đoạn chính trị để mà là cầm quyền, thì là lợi dụng cái quyền lực của mình, xong bắt đầu là mà tóm những cái điểm yếu hồ sơ sai phạm của những người khác, sau đấy đưa họ lên trên cao hơn. Nhưng mà nếu như mà họ mà có gì không đồng ý với mình thì mình lại đưa cái sai phạm này ra để mình xét xử. Đấy. Thế như vậy là các ngay cả trong đảng và đặc biệt là trong Bộ Chính trị thì không phải ai cũng như cái đảng vẫn nói là đoàn kết nọ kia, nhưng mà như vậy là họ tìm mọi cách để họ xử nhau, ngay cả ngồi ở Bộ Chính trị rồi vẫn bị lôi ra xử và đưa vào tù Đúng với những cái rồi. lý do rất là bâng quơ Đúng đó. rồi. Mà mọi cái thì ông Tô Lâm này là ông ấy gần như thấy là đều người là điều khiển một cái rất là chủ động đúng không, và nói chung là cũng không không bất kể dư luận bất kể đấy. Thế thì tình hình tới thì theo anh diễn biến nó sẽ như thế nào trong Bộ Chính trị rồi trong đảng nó sẽ như thế nào Cái này thì với chúng tình hình ta như thế phải này? chờ chờ qua cái cuộc họp mà Trung ương
2 của khóa 13 vào ngày 8 tháng 9 tháng 10 tới đây. Nếu như mà ông Tô Lâm hoặc là ông Phúc, ông Trọng, các thứ mà ông ấy có được cái sự sắp xếp nó ưng ý, hoặc là ông Trần Thanh Bần ông ấy chấp nhận là gọi như là xuống nước và phụ thuộc vào nghe lời đấy, vâng bảo phe miền Bắc đấy, tóm lại phe miền Bắc đấy mà nghe lời thì có thể là câu chuyện này là kết thúc. Nhưng mà nếu ông Trần Thanh Bần mà ông không nghe lời mà ông cương quyết ông không thuần phục cái phe cánh miền Bắc thì tôi nghĩ là cái việc này sẽ bới to lên trên và nó sẽ liên quan đến ông Trần Thanh Bần. Vâng, rất là cái buổi trao đổi rất là thú vị, rất hay. Và khi các bạn xem chương trình trực tiếp này thì các bạn hãy chia sẻ, và đồng thời là cũng cứ nhắn những cái câu hỏi và những cái yêu cầu mong muốn để chúng tôi tiếp tục sẽ xem và phục vụ các bạn những cái buổi truyền hình trực tiếp lần tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và Vâng, chào các bạn. chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần nói chuyện của anh em chúng tôi lần sau. Dạ.